Bây giờ xin mời bà con mình nghe một truyện ngắn của Nguyễn Cát Thịnh, Hai Bà Đầm. Cảnh chen lấn xô đẩy liên tục khiến tôi có cảm tưởng máy bay chở quá tải, số hành khách nhiều hơn số ghế khi đã tạm yên vị. Nhìn chung quanh mới biết mình lầm, tôi ngồi bên bìa trái của hàng giữa, bìa bên phải là một bà đầm, giữa tôi và bà là hai ghế trống. Trước mặt tôi còn một ghế trống, phía xa hơn cũng thấy trống nhiều. Đây là chuyến bay Hồng Kông, Toronto của hãng Cathay Pacific, nên nhìn đâu cũng thấy tóc đen da vàng và tóc vàng da vàng. Tóc vàng da trắng trở thành lẻ loi. Tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt trộn lẫn thành một thứ âm thanh rất chói tai, ác hẳn tiếng động cơ phản lực. Giả điếc, cài dây an toàn, tìm một thế ngồi thoải mái, tôi nhắm mắt cố nghĩ đến những chuyện khác để khỏi bận tâm. Nhớ tối hôm trước cùng bạn bè ăn nhậu, rượu uống mềm môi say khướt, nhưng vẫn muốn kéo dài để tận hưởng cái hạnh phúc không biết còn được lặp lại không. Mỗi người bạn, mỗi hình ảnh đậm nét khó phai. Này M, này TH, này ta, này ti. Tất cả hiện ra trước mắt như trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Đang lần lần với những cảm giác tuyệt vời ấy thì bỗng giật mình vì tiếng sư tử hống phát ra từ phía sau. Không quay lại tôi cũng biết chắc đó là của một nữ đồng bào, bà rầy đứa con nhưng cố tình hét thật to để mọi người hiểu rằng bà là một người lịch sự. Với tiếng Anh đặc sệt giọng mít, bà biểu đứa con không được đứng chơi giữa lối đi kẻo cản trở lưu thông. Đứa con gái nhỏ phụng phịu hờn trỗi y hệt con Tây, nói tiếng Anh không chút tì vết. Thấy đứa bé xinh xắn dễ thương, tôi nghiêng đầu ra sau, nói với hai mẹ con bằng tiếng Việt đặc sệt giọng rau muống, đề nghị cho bé lên ngồi hàng ghế trên. Tôi di chuyển vào phía trong, ngồi sát bà đầm, nhường hai ghế trống cho bé đủ chỗ chơi đùa. Người đồng bào của tôi nhún vai trả lời sẵn bằng tiếng Anh rằng mẹ con bà không nói tiếng Việt Nam. Tôi chán nản lắc đầu thì nghe đứa bé hỏi mẹ. Ông đó nói gì mà má bực mình vậy? Bà mẹ thông dịch lại những gì tôi nói. Đứa bé cằn nhằn mẹ tại sao không nhận. Bà mẹ vội vàng nói chữa. Tại vì má không thích tiếng Anh của con bị sức mẻ nếu tiếp xúc nhiều với người Việt. Con hiểu chưa? Đứa bé không đồng ý và nói rằng con Junita, bạn thân của con là dân Mỹ, giỏi tiếng Tây Ban Nha. Nói ở nhà, nói với bạn Erika, Helena cùng trường mà có sao đâu. Tại sao má không dạy con nói và viết tiếng Việt? Hồi cuối năm cô giáo kêu cả lớp ký vào tấm thiệp Giáng sinh gửi các binh sĩ đang chiến đấu ở Afghanistan khuyến khích viết chữ cảm ơn bằng các ngôn ngữ khác nhau. Con muốn viết chữ Việt mà không biết viết làm sao? Câu trả lời gọn lõn của bà mẹ làm tôi đau nhói. Bà nói, tiếng Việt khác, tiếng Tây Ban Nha khác, người Việt khác, người Mỹ khác. Buồn bà đầm da vàng, nhưng mừng cho đứa trẻ vì giáo dục lề đường của bà mẹ chưa lắng được giáo dục đứng đắn của học đường. Máy bay vẫn lướt êm, thời gian trôi chậm chạp, chớp mắt ngủ được một giấc ngắn. Thấy tôi mở mắt, bà đầm da trắng ngồi cùng hàng, giơ ngón tay, ngoắt lại gần, ghé tai nói nhỏ. Ông có nhìn thấy ba gã Trung Đông ngồi xéo xéo phía trước không? Theo hướng bà chỉ, tôi thấy hai tên da ngăm đen tuổi ngoài 20, tru ria xồm xàm, che hết cả miệng, ngồi chung một hàng. Hàng ghế trước là một tên da nâu sậm, sạch râu hơn và già hơn. À, tôi thấy rồi, có gì lạ đâu, đó là các hành khách như chúng ta vậy. Như chúng ta, ông có chắc không? Tôi lo lắng quá. Chẳng lẽ Chúa đã gửi tôi đi chuyến bay định mệnh này sao? Ý, cái gì mà chuyến bay định mệnh? Ý bà muốn nói gì? Bà nghĩ họ là những tên khủng bố à? Bà làm tôi hơi rét. Tôi còn rét hơn ông. Ông có nghĩ rằng chúng ta nên làm một cái gì chứ? Làm cái gì bây giờ? An ninh hàng không, an ninh phi trường có danh sách cấm bay các tên trong sổ bè đen. Họ đã thanh lọc hành khách kỹ. Tôi cho là bà lo quá đáng. Tôi mong rằng ông đúng nhưng tôi không thể nào không lo được. Tôi sẽ để mắt quan sát.
Nếu có gì khả nghi, tôi sẽ báo cho ông ngay. Ông phải hứa với tôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì ông phải che chở cho tôi nha. Chúa sẽ đền ơn ông. Thì cảm ơn bà, tôi sẽ làm những gì tốt nhất mà tôi có thể làm. Đúng là vớ vẩn, ôi bà đầm da trắng. Máy bay ghé Alaska để đổ thêm nhiên liệu. Mọi người phải rời vào đợi trong phòng kín của phi trường khoảng hơn một giờ đồng hồ. Lại ồn ào như cũ. Đi lanh quanh cho chân cẳng thư giãn, đến hàng ghế sắt của kính nhìn ra phía ngoài thì gặp hai mẹ con bà đầm da vàng. Đứa bé vẫn nói líu lít như chim, rất êm tai. Định bước nhanh cho khuất, thì bất ngờ bà mẹ lên tiếng, vừa cười vừa giơ tay làm dáng kiểu cách mời ngồi. Đứa bé đứng dậy nhường chỗ, bà mẹ bắt chuyện rất nhanh. Bà nói thấy tôi chuyện trò thân mật với bà đầm da trắng, nên có cảm tình với người biết tiếng Anh. Bà kể chuyện về thăm Việt Nam, chuyện gia đình, chuyện cửa tiệm làm nail của bà ở Hamilton, và dĩ nhiên chuyện khen đứa bé. Bà nói huyên thuyên bằng tiếng Anh, nhấn mạnh vì không quen dùng tiếng Việt. Tôi vẫn nói với bà tiếng Việt, những người ngồi chung quanh, nếu chú ý nghe sẽ nhận ra ngay sự khôi hài trong đối thoại giữa hai người. Làm thân với đứa bé, biết bé không hiểu tiếng Việt, tôi nói tiếng Anh khen bé ngoan, đẹp và giỏi. Hỏi thăm về lớp học, bạn bè, cô giáo của bé. Bé chưa kịp trả lời thì bà mẹ xen vào khoe. Cô Man tháng nào cũng gọi điện thoại khen cháu nức nở, luôn luôn khẳng định cháu là học trò cưng nhất của cô từ trước đến giờ. Cháu có rất nhiều bạn. Sinh nhật cháu tôi mời tất cả đến nhà hàng Tây. Vui ơi là vui. Tôi hỏi, bé có nhiều bạn khi ở Việt Nam không? Và nói chuyện với bạn như thế nào? Bé kể một lô tên các bạn, phát âm rất rõ ràng các chữ Tuyết, Hoa, Cúc. Cháu nói gì tụi nó cũng cười, và nói ok, còn tụi nó nói gì thì cháu chỉ đoán mò. Tôi dạy bé một vài tiếng Việt Nam đơn giản và cách xưng hô với cha mẹ, các anh chị em, các cô chú, các bác người lớn tuổi. Bé rất thông minh, tiếp thu nhanh hơn tôi nghĩ. Bà mẹ im lặng thụ động, phản đối một cách khó chịu. Đứa bé không để ý đến thái độ của mẹ nói. Bác dạy thêm nhiều nữa cho cháu đi. Bé nói tiếng Anh nhưng không xưng ai mà xưng cháu, không gọi tôi là Du mà là bác, nghe ngộ ngộ. Tôi kể cho bà mẹ về Linh Mục Guido Dominici, gốc Ý đại loại thuộc dòng tên. Cha đến Việt Nam năm 1968, học tiếng Việt Nam để giao tiếp và giảng dạy tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. Cha lấy tên Việt Nam là Đỗ Minh Trí. Khi chính quyền mới của Việt Nam đuổi cha khỏi Việt Nam, cha tìm đến với những người tị nạn ở Indonesia, Phi Luật Tân. Cha lập nhà thờ trên đảo Ga Lăng, Ba Tăng, làm lễ và giảng toàn bằng tiếng Việt. Cha viết báo tiếng Việt, dùng chữ lưu loát như một học giả Việt Nam. Cha mở những lớp học Việt ngữ thay vì Anh ngữ cho trẻ con. Hỏi thì cha nói cần phải bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam cho thế hệ trẻ. Anh Pháp ngữ học lúc nào cũng được, không khó. Cha gom góp những bài viết rải rác trong các báo thành một quyển sách dưới tựa đề Việt Nam quê hương tôi. Cha khuyên các bậc cha mẹ noi gương truyền thống của các dân tộc Do Thái hoặc Trung Hoa, không để mất gốc. Trong một lần ghé thăm Ottawa, cha được các người định cư cũ và mới tổ chức đón tiếp linh đình. Một số người muốn gián tiếp chứng tỏ sự hội nhập nhanh chóng vào xã hội Tây Phương. Chào mừng cha bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Cha cắt ngang, thân mật nói với họ bằng tiếng Việt rằng cha chỉ thích nghe và nói tiếng Việt, bởi vì cha xác Tây nhưng hồn ta. Cha dành nhiều thời giờ tiếp xúc với giới trẻ. Hôm từ giả được mời phát biểu, cha nói rất hạnh diện thấy cộng đồng Việt Nam lớn mạnh. Rất vui khi biết trẻ con Việt Nam học vượt trội các sắc dân khác, kể cả dân bản xứ. Và cuối cùng, giọng cha trùng xuống, nói rằng cha không hiểu tại sao trẻ lười nói tiếng Việt như thế. Cha kinh hoảng trước sự Tây hóa thái quá của thế hệ trẻ. Cha mong phụ huynh nên xét lại quan niệm vọng ngoại và hứa hẹn sẽ trở lại cùng hội trường này. Hy vọng sẽ được nghe những âm thanh thân quen của tiếng Việt.
trên tất cả đầu môi chót lưỡi của già trẻ trai gái trong cộng đồng Việt Nam. Cha mất năm 2003 vì bệnh ung thư. Quyển Việt Nam quê hương tôi của cha đã nói lên tấm lòng của cha đối với Việt Nam. Cha tự nhận là người Việt Nam, hãnh diện là người Việt Nam. Trong khi đó có những người Việt Nam chính gốc tìm cách che giấu vết tích Việt Nam và lấy làm xấu hổ nếu bị nhận diện là Việt Nam. Tôi nói với bà mẹ, hy vọng của cha vẫn còn nếu những đứa bé được cha mẹ nhiệt tâm hướng dẫn tìm về với cội nguồn. Tôi không biết có tác động được bà không. Khi bà vụt đứng dậy xin phép ngắt câu chuyện dắt con đi nhà vệ sinh, không cần biết đứa bé có muốn không. Còn khá lâu mới lên máy bay, tôi rảo bước tìm bà đầm da trắng nói chuyện cho qua thời gian. Không tìm đâu xa, bà ngồi ngay phía đầu dãy ghế phía đối diện. Hết chuyện mưa nắng, chuyện sức khỏe, bà cho tôi biết vừa mới làm một tour du lịch Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Hồng Kông. Bà tách khỏi nhóm và ở lại Hồng Kông thêm một tuần lễ, sống với con gái, con rể, cùng hai đứa cháu ngoại đang cư trú tại đây. Bà ca tụng Bangkok sạch, đẹp, sinh hoạt không đắt đỏ, người dân lịch sự, hiếu khách, sùng đạo Phật và phục tùng hoàng gia tuyệt đối. Campuchia nghèo nàn, thành phố Nam Vang dơ bẩn, nhưng các phế tích ở Angkor là những dấu chỉ của nền văn minh Khmer rất đáng chiêm ngưỡng. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của Việt Nam đã để lại cho bà nhiều ấn tượng xấu. Sự ô nhiễm môi trường quá sức tưởng tượng, xe cộ lưu thông vô luật lệ, bóp còi inh ỏi, dân chúng xả rác, tiêu tiểu bừa bãi, nhà cửa xây cất đủ kiểu hổ lống phản mỹ thuật, duy nhất chỉ nghe khen phong cảnh Vịnh Hạ Long. Đến Hồng Kông, bà giơ hai tay lên trời cảm ơn Chúa đã cho bà gặp lại thế giới văn minh. Vì lầm tưởng tôi là dân Hồng Kông, nên khi biết tôi là người Việt Nam, bà cuống quýt xin lỗi. Tôi nói, bà không cần phải xin lỗi, tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Rất may còn nhiều thứ khác tệ hơn thế nữa mà bà không biết. Đất nước tôi đang được quản lý một cách độc đáo đầy tính sáng tạo của các đỉnh cao trí tuệ loài người. Những cựu chiến sĩ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đặt cách vinh phong tiến sĩ tại vũ trường nên mới có bộ mặt nham nhở như bà thấy. Bà cười thông cảm và có vẻ tội nghiệp cho dân ta, nói đáng lẽ Việt Nam phải là một con rồng lớn của Á Châu từ thế kỷ trước. Lục tục kéo nhau lên máy bay đi tiếp đoạn đường dài, tôi tìm được một giấc ngủ thật thoải mái cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng la nhỏ nhưng đầy hốt hoảng của bà đầm. Bà đã di chuyển đến sát tôi từ bao giờ? Dậy, dậy đi, tới số rồi ông ơi, tụi nó sắp sửa ra tay đấy. Cả ba tên đang đọc kinh lần cuối câu bộ nghiêm trọng lắm. Trong một thoáng ngáy ngủ, tôi cũng thấy chột dạ, cố nhướng mắt quan sát. Một tên đang lai hoay tìm chỗ trống dập đầu xuống sàn, xoải hai tay về phía trước vái vái. Hai tên còn lại úp mặt vào lòng bàn tay rồi đập đầu vào tay giữa ghế. Xem đồng hồ thấy đúng giờ lễ cầu nguyện thường lễ buổi chiều của tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. Tôi trấn an bà đầm. Bà không chịu tin và đòi tôi phải khẩn cấp hành động. Tôi cười ha hả nói, không làm gì cả. Sẽ ngủ lại và sẽ ngủ rất dễ dàng. Nếu vẫn còn thắc mắc, bà có thể nhờ cô tiếp viên theo dõi hoặc báo cáo với phi cơ trưởng. Bà trở lại ghế của mình, có vẻ bớt lo sợ hơn. Có lẽ sự bình thản của tôi đã truyền lây sang bà, hay lời thuyết phục của tôi có hiệu quả chăng? Nhắm mắt nhưng không ngủ được, nghĩ đến chuyến đi. Ngẫu nhiên gặp hai bà đầm trên cùng chuyến bay, tôi hấn chí nhẩm vài câu thơ chợt đến trong đầu, đắc ý cười thành tiếng. Bà đầm da vàng thấy tôi đang vui vẻ, bèn níu vai áo chồng người lên hỏi bâng khuâng bằng tiếng Việt Nam êm ái, giọng miệt vườn làm tôi nhảy nhẩm ngạc nhiên. Anh có gì vui nói cho em nghe dưới. Ê, không có nói được là không nói được. Tiêu lầm lắm, kỳ lắm, nghe sẽ đụng chạm hả? Nói đi không sao, không có gì đụng chạm hết. Mình người Việt với nhau mà. Vâng, vì bà nói bà không rành tiếng Việt nên chắc vô hại. Tôi sẽ đọc cho bà nghe nếu bà muốn. Nghe cho vui tai nhưng đừng bắt tôi cắt nghĩa ngang. Hay là anh dịch ra tiếng Anh đi cho dễ hiểu. Ê, cái đó thì tôi chịu thua,
tôi không đủ khả năng, tôi đọc cho bà nghe thôi. Hai o đầm trắng đầm vàng, mỗi o mỗi vẻ, mười phần hổng năm, o này mặt khó đăm đăm, nhìn ai cũng ngỡ họ hàng La Điên, o kia táo bón kinh niên, sống thờ hót đót mà thêm đẩy đà, trong người lại ngẫm đến ta, chẳng ke xấu tốt đầm nhà vẫn hơn. Chưa kịp nghe dứt câu cuối, bà buông vai áo tôi thả người trơi phịch xuống ghế, suy nghĩ vài ba giây rồi giận dữ quát. Rủa cái đầu mắc dịch. Máy bay đáp xuống phi trường Pearson an toàn và đang lăn bánh trên phi đạo. Tôi liếc qua bà đầm da trắng cười rạng rỡ, bà bẽn lẽn tránh cái nhìn tưởng như chế giễu của tôi. Để tỏ vẻ thân thiện, tôi nói với bà rằng lúc đó tôi cũng sợ hãi không kém. Biết không thể làm gì được dù có là Rambo tái xuất, nên tôi cố tỏ ra bình thản để tự trấn an mình bằng cách trấn an người khác. Tôi nói thêm, tuy nhiên vì là một người lạc quan tếu, tôi luôn luôn tìm một lý do để hoan hỷ chấp nhận bất kỳ hoàn cảnh ngặt nghèo nào. Bà hỏi, thế ông đã tìm được lý do gì? Tôi mỉm cười, nói mắc cỡ khó nói lắm, khiến bà càng thêm tò mò, nhất định ép tôi phải nói. Nếu đó là chuyến bay định mệnh thì âu cũng là, có sự sắp xếp của Chúa nhiệm màu. Bà sẽ không ra đi trong cô đơn, chúng ta đã quen nhau và chắc chắn sẽ là bạn đồng hành tốt trên đại lộ âm phủ, dẫu tôi và bà chưa biết tên nhau. Bà không trả lời mà nguýt lườm tôi, cái lườm sắc như dao cạo có thể diễn dịch ra tiếng Việt Nam là rõ đồ du duyên. Máy bay đã ngừng hẳn, mọi người lục tục đứng dậy vối tay lấy hành lý và chen lấn bước ra hai lối đi hai bên. Cả hai bà đầm đều chọn lối đi bên trái, tôi đi lối bên phải, tôi mất dấu cả hai khi ra ngoài. Đang đứng sắp hàng chờ trình giấy tờ ở cổng quan thuế, tôi bỗng thấy nhọc sau gáy, quay lại bắt gặp ánh mắt quét ngang dọc của bà đầm da trắng ở gần cuối hàng bên cạnh. Tôi giơ tay chào kiểu nhà bên bà, nói từ giã. Bà bất động vô cảm như người mù câm điếc, lững thững kéo lách chiếc vali sắp sửa bước vào cầu thang lăn, thì nghe tiếng kêu mừng rỡ từ phía sau. Bác, bác! Tôi dừng ngay, quay lại thấy hai mẹ con bà đầm da vàng đi tới. Tôi chờ đợi, bà mẹ xốc tay đứa bé rảo bước thật nhanh qua mặt tôi vào cầu thang, không thèm nhìn. Thêm một người mù câm điếc. Đứa bé giật tay khỏi tay mẹ, đứng xoay ngược lại giơ tay vẫy vẫy nói bằng tiếng Việt Nam hơi ngọng nghịu. Chào bác, chào bác. Tôi vẫy trả và gửi một cái hôn gió thật to. À, chào cháu. Hình ảnh đứa bé đẹp như thiên thần với tiếng chào bác, theo tôi suốt quãng đường về nhà. Tác giả Nguyễn Cát Thịnh. Truyện ngắn Hai Bà Đầm đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.